Bạn đang nghe radio của kênh YouTube Truyền hình Hôm Nay, được phát sóng lúc 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã yêu quý và theo dõi kênh. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công. Sự công bằng trong xã hội. Công bằng xã hội là một khái niệm quen thuộc, nhưng khi nhìn vào thực tế cuộc sống, sự bất công bằng lại hiển hiện một cách rõ ràng, từ sự chênh lệch giàu nghèo, khác biệt về xuất phát điểm, đến bất bình đẳng trong tình yêu, công việc. Tất cả đều phản ánh những khía cạnh mà công bằng xã hội vẫn còn là một giấc mơ xa vời đối với nhiều người. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sự công bằng qua lăng kính thực tiễn, từ đó nhìn nhận những thách thức mà xã hội hiện đại đang phải đối mặt. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của sự bất công bằng trong xã hội là sự chênh lệch về tài sản và cơ hội giữa người giàu và người nghèo. Người sinh ra trong gia đình giàu có không chỉ được thừa hưởng tài sản mà còn có điều kiện tiếp cận với những cơ hội giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn. Họ có thể tham gia các trường học tốt, được học thêm ngoại ngữ từ sớm, tiếp cận với các hoạt động ngoại khóa phong phú và có cơ hội mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Ngược lại, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo thường phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ngay từ khi còn nhỏ. Việc tiếp cận với giáo dục chất lượng cao là một thách thức lớn, thậm chí nhiều trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Thiếu thốn vật chất dẫn đến thiếu thốn về cơ hội, và nhiều khi đó là nguyên nhân khiến một vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói cứ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xuất phát điểm trong cuộc sống của mỗi người không giống nhau, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thành công và hạnh phúc của họ. Một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình giàu có nền tảng giáo dục tốt, thường dễ dàng đạt được thành công hơn so với một đứa trẻ sinh ra trong điều kiện thiếu thốn. Điều này không phải vì đứa trẻ đầu tiên thông minh hơn, mà đơn giản là vì nó được trang bị tốt hơn để đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Ví dụ, trong quá trình xin việc, một người lớn lên trong môi trường giàu có thể dễ dàng tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng nhờ vào những kỹ năng mềm mà họ đã học được từ nhỏ, nhờ vào mối quan hệ của gia đình. Trong khi đó, một người đến từ môi trường khó khăn phải nỗ lực rất nhiều để có thể cạnh tranh ngang bằng. Tình yêu và tình thương, những giá trị tưởng chừng như đơn giản và phổ quát, cũng không thoát khỏi sự bất bình đẳng trong xã hội. Người giàu thường dễ dàng hơn trong việc thu hút tình cảm của người khác, không chỉ vì họ có điều kiện vật chất, mà còn vì họ có nhiều cơ hội hơn để giao tiếp, gặp gỡ những người khác. Ngược lại, người nghèo thường bị hạn chế trong việc thể hiện tình cảm, không phải vì họ không biết yêu thương, mà vì họ phải dành phần lớn thời gian và năng lực cho cuộc sống mưu sinh. Những áp lực tài chính khiến nhiều gia đình nghèo khó duy trì được hạnh phúc, dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình hoặc đổ vỡ hôn nhân. Trong công việc, sự bất công bằng xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, sắc tộc, đến sự thiên vị trong việc thăng tiến. Một nhân viên giỏi có thể bị bỏ qua chỉ vì anh ta không có mối quan hệ tốt với cấp trên, hoặc vì anh ta không thuộc nhóm người được ưu tiên trong tổ chức. Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng những người có điều kiện tốt hơn từ khi sinh ra thường có lợi thế trong công việc. Họ không chỉ có được nền tảng giáo dục tốt hơn mà còn được cha mẹ hướng dẫn và chuẩn bị kỹ lưỡng cho con đường sự nghiệp. Trong khi đó, những người đến từ hoàn cảnh khó khăn phải tự mình tìm đường đi và thường gặp nhiều rào cản hơn. Để thu hẹp khoảng cách này, các chính sách xã hội cần tập trung vào việc tạo ra cơ hội cho mọi người, đặc biệt là những người đến từ hoàn cảnh khó khăn, cải thiện giáo dục, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động xã hội là những cách hiệu quả để giảm bớt sự chênh lệch này. Ví dụ, việc cung cấp học bổng cho học sinh nghèo nhưng có năng lực tốt, tạo cơ hội việc làm cho những người khuyết tật hoặc những người gặp khó khăn trong cuộc sống là những biện pháp cụ thể giúp thúc đẩy sự công bằng. Ngoài ra, việc xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, nơi mọi người được đánh giá dựa trên năng lực thực sự, không phải vì các mối quan hệ cá nhân, cũng là một yếu tố quan trọng. Sự công bằng trong xã hội không chỉ là một mục tiêu lý tưởng mà chúng ta hướng tới, mà còn là một điều kiện thiết yếu để tạo ra một xã hội bền vững và phát triển. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống cho thấy rằng để đạt được sự công bằng, chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa, từ việc thay đổi nhận thức, cải thiện các chính sách xã hội đến việc tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người, bất kể họ sinh ra trong hoàn cảnh nào. Chỉ khi mỗi cá nhân và xã hội cùng nhau hành động,
chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội nơi mà mỗi người đều có cơ hội phát triển bản thân, tìm thấy hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Trích trong bài thơ Người cùng khổ của Tố Hữu. Bữa cơm chan máu với mồ hôi, nhà tranh gỗ nát tạm che trời. Từ khi trứng nước mang thân tội, đã thấy xung quanh một nỗi đời. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Rừng nào lá sát tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không?